Việc thiếu nguồn cát san lấp đã khiến nhiều công trình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ chậm tiến độ, trong đó phải kể đến dự án quan trọng nhất là đường vành đai 3. Đây là thách thức không nhỏ cho mục tiêu thông xe 4 làn chính vào cuối năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hiện tổng nhu cầu cát san lấp cho dự án đường vành đai 3 là khoảng 9,3 triệu mét khối. Riêng năm 2024 cần 6 triệu mét khối. Trong khi đó, các nhà thầu chỉ đang cung cấp 0,4 triệu mét khối cát. Với khối lượng này, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đường vành đai 3 khó lòng đáp ứng được tiến độ thi công theo kế hoạch. Để đảm bảo lượng cát về kịp thời, Ban giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các nhà thầu thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng, tìm nguồn kể cả mua từ Campuchia để đảm bảo lượng cát ra tải. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc với các tỉnh miền Tây để thúc đẩy sớm việc mở mỏ, kịp thời có vật liệu trong tháng 6 để thi công công trình. Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã đến kiểm tra thực địa và chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở tại hầm đường sắt Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Cơ quan chức năng nhận định nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến công tác khắc phục sạt lở hoàn thành và có thể thông hầm trong vòng 2-3 ngày tới. Hiện nay, công tác khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Gần 100 công nhân đang tích cực phun bơm bê tông gia cố các điểm sạt lở. Bên trong hầm không phát sinh thêm khối lượng đất đá sạt lở mới. Nguyên nhân sạt lở được xác định là do địa chất ở khu vực hầm đường sắt Chí Thạnh và cả hầm Bãi Gió Khánh Hòa phức tạp, kết cấu bở rời. Hai đường hầm này còn có điểm chung là trên đỉnh hầm có đường bộ đang được khai thác nên ít nhiều ảnh hưởng đến hầm. Khu vực này thường xuyên có mưa nên toàn bộ đặc tính cơ lý của đất bị giảm, dẫn đến sự cố sạt lở đất đá. Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo dài 78,5 km đi qua 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa sẽ chính thức thu phí từ ngày 28 tháng 5 tới. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo đã được đầu tư hệ thống camera giám sát giao thông hiện đại, tích hợp cả phần đường và hầm núi vùng. Hệ thống ETC liên tuyến với đầu vào mở, không có barrier. Dữ liệu thu phí tại các trạm được kết nối và đồng bộ với trung tâm giám sát thu phí, đảm bảo công tác thu phí đầy đủ, minh bạch. Trên toàn tuyến có 4 trạm thu phí. Theo thống kê của đơn vị quản lý, sau gần 1 tháng được đưa vào vận hành không thu phí, có hơn 280.000 lượt xe lưu thông trên tuyến. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất phương án triển khai thí điểm hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2024.